Cây thanh mai còn có tên gọi khác là dâu rừng. Trong nhiều năm trở lại đây, loại cây này được rất là nhiều người tìm mua bởi lợi ích mà nó mang lại. Cùng nhà vườn Ngọc Lâm tìm hiểu về đặc điểm và cách trồng của loại cây này nhé. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đối với nhiều người thì quả thanh mai nó không còn quá xa lạ. Đặc biệt là ở khu vực phía bắc nước ta thì cây thanh mai được trồng khá là phổ biến. Những cây thanh mai mình đang đứng cạnh đây thì có chiều cao khoảng 1m7 đến 1m8, tán rộng khoảng gần 1m. Cây thanh mai thuộc dạng cây thân gỗ nhỏ. Những cây trưởng thành thì có thể có chiều cao lên đến 9 đến 10m. Cành cây phân nhánh từ rất sớm mà phân nhánh rất nhiều từ gốc cho đến ngọn. Cây trưởng thành sẽ có tán rất là rộng. Lá cây thanh mai thì có hình bầu dục nhỏ. Các bạn nhìn thì sẽ thấy nó khá giống với lá của cây vải thiều. Cây xanh tốt quanh năm, cây cho quả mỗi năm một vụ, cây cho năng suất rất là cao. Hiện tại thì giá trị của quả thanh mai trên thị trường khá là cao, chính vì vậy nó đem lại lợi nhuận kinh tế cho bà con. Quả thanh mai sẽ mọc thành từng chùm, khi còn nhỏ sẽ có màu xanh, sau đó sẽ chuyển sang màu vàng và khi chín sẽ có màu đỏ. Bên ngoài quả thì trông giống như những cái lớp gai, tuy nhiên thì nó khá là mềm. Thịt quả có vị chua chua ngọt ngọt rất là đặc trưng. Ăn có vị thanh mát và rất là nhiều các công dụng tốt cho sức khỏe. Giống cây này thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây có thể thích nghi tốt với nhiều môi trường, kể cả những nơi mà có khí hậu khắc nghiệt. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số cách chăm sóc để cây sai hoa đậu quả. Đầu tiên là về phân bón. Giống cây này thì có sức sống khá là tốt, chính vì vậy không cần phải bón phân quá nhiều. Chỉ cần bón lót trước khi trồng cây. Đối với những cây trưởng thành thì một năm chỉ cần bón 2 lần. Lần thứ nhất là khi cây chuẩn bị ra nụ và lần thứ hai là khi cây chuẩn bị ra hoa. Phương pháp thứ hai là về cách tưới tiêu. Cây thanh mai là một loại cây ưa nước nhưng mà chịu úng kém, chính vì vậy cần lưu ý tưới tiêu đủ nước. Phương pháp thứ ba là cắt bỏ những cành bị sâu bệnh yếu ớt để cây tập trung nuôi dưỡng các cành khỏe mạnh. Quả thanh mai khi chín thì có vị chua chua ngọt ngọt thanh mát, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon đặc biệt mà nó còn rất là nhiều các công dụng tốt cho sức khỏe. Trong quả thanh mai có chứa rất là nhiều các axit hữu cơ, vitamin C và các khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, giải nhiệt cơ thể, rối loạn tiêu hóa, giúp tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tiểu đường và chống lão hóa. Điều đặc biệt là hạt của nó có tác dụng chữa bệnh rau mồ hôi liên tục ở chân, vỏ rễ có tác dụng chữa điều trị ngộ độc và một số bệnh về da. Ngoài ăn trực tiếp thì loại quả này còn có thể làm mứt, làm ô mai khá là ngon. Đặc biệt là có thể dùng để ngâm rượu hay là làm thức uống giải nhiệt, rất là có lợi cho đường tiêu hóa. Thanh mai là loại quả của mùa hè, quả sẽ cho thu hoạch vào khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm. Chính bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng nên quả thanh mai được rất là nhiều người dân tìm mua mỗi khi đến mùa vụ. Các bạn có nhu cầu mua cây, có thể liên hệ đến nhà vườn Ngọc Lâm, địa chỉ phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Bên mình chuyên cung cấp các loại hoa, cây ăn quả ngoại nhập, phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng, dễ chăm sóc. Các bạn đặt hàng có số điện thoại Zalo 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình sẽ gửi hình ảnh video thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây. Các bạn nhận cây trước, kiểm tra rồi mới phải thanh toán.